Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân. Là đầu tiên Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh đang đứng ở đây thì trước mặt chúng ta đây chính là ngã ba Mỹ Hạnh quý anh chị nhé. Trước mặt đây chính là ngã ba Mỹ Hạnh và mình chạy thẳng hướng này thì đó là đi về Hóc Môn để đi sang thành phố Hồ Chí Minh. Còn con chỗ ngã ba Mỹ Hạnh chỗ cái tiệm xe máy Thiên Phát đó, mình chạy thẳng lên thì chính là con đường tỉnh lộ 9 và đi lên được khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh. Ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị quý nhà đầu tư mình chạy thẳng về phía trước để đi về cái vị trí sản phẩm lô đất ngày hôm nay mà Biển Xanh cần giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư. Khu vực này thì đang phát triển cực kỳ là mạnh quý anh chị nhé. Đặc biệt là cái hướng mà từ ngã ba Mỹ Hạnh này mà đi về tới cầu lớn thì lại rất là hiếm sản phẩm, cực kỳ là hiếm sản phẩm luôn. Khu vực này thì có tới 3 khu công nghiệp ở đây quý anh chị nhé. Đó là khu công nghiệp Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3 và khu công nghiệp Xuyên Á nằm trên con đường này. Đây là con đường tỉnh lộ DT824. Hai bên đường thì hầu như là nhà cửa buôn bán kín hết rồi. Ở đây thì những cái lô đất ở đây thì giá nó cũng khá là cao và sản phẩm lại rất là hiếm. Ngày hôm nay thì Điểm Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình tham quan cái sản phẩm mà nó cách với mặt tiền đường tỉnh lộ DT824 này và hướng là đi về cầu lớn Hóc Môn quý anh chị nhé. Một cái khu vực mà rất là hiếm sản phẩm. Cái lô này thì nó có cái diện tích là ngang 8, dài 56.5, tổng diện tích trên sổ là 452m2. Cái vị trí này thì mình rất là thuận lợi để có thể là xây phòng trọ quý anh chị nhé. Ngang 8, dài 56.5, tổng diện tích trên sổ là 452m2. Quý anh chị mình xây phòng trọ thì quá là tuyệt vời, bởi vì nó nằm ngay bên cạnh là khu công nghiệp Hoàng Gia, khu công nghiệp Xuyên Á và khu công nghiệp Đức Hòa 3. Một vị trí cực kỳ là đắc địa cho chúng ta có thể sở hữu. Phía trước mặt chúng ta chính là cây xăng. Và khu vực này thì người ta xây phòng trọ cũng rất là nhiều. Nó thuộc là ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nằm ở khu vực phải cực kỳ nói là hiếm sản phẩm. Và giá của lô này thì do anh chủ đất cũng khá là cần tiền cho nên là muốn xoay và bán nhanh trong vòng 1 tuần. Chỉ có 3 tỷ thôi quý anh chị nhé. 3 tỷ là còn bất lộc, còn thương lượng cho những quý anh chị nào thiện chí mua. Khu vực này thì nhà trọ rất là nhiều đấy. Như trên màn hình quý anh chị thấy toàn là những dãy nhà trọ người ta đang cho thuê kín. Bởi vì là nó nằm ngay bên cạnh ở đây thì chính là khu công nghiệp Hoàng Gia và khu công nghiệp Xuyên Á. Chúng ta chạy thẳng là sẽ đi sang được cái khu công nghiệp Hoàng Gia đó quý anh chị. Và ở đây thì rất là nhiều những dãy phòng trọ mọc chi chít luôn. Và cái vị trí của lô đất ngày hôm nay Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình coi là từ cái nhà này mình đo sang là 8m quý anh chị nhé. Dài sâu đụng xuống với cái nhà xưởng phía sau luôn. Nhà phía sau chính là cái công ty Lê Nam đó quý anh chị. Nhà xưởng công ty Lê Nam là dài tới 56.5 và tổng diện tích trên sổ nó tới là 452m2 quý anh chị. Từ mặt tiền đường tỉnh lộ DT824 mình chạy vào đây thì chỉ khoảng là 40m thôi quý anh chị nhé, cực kỳ là gần. Và lô này là hướng đông nam đó quý anh chị. Đây, hướng đông nam. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình đang cần tìm kiếm thì hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Vị trí của lô đất này nó thuộc là ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và nó nằm ở cái hướng là từ ngã ba Mỹ Hạnh đi về cầu lớn cho nên là cái vị trí rất là hiếm sản phẩm. Lâu lâu mới có những cái vị trí mà chủ đất người ta ngập vốn, người ta cần tiền thì sẽ bán nhanh. Và đất này là đất đã san lấp rồi cho nên rất là cao ráo. Quý anh chị mua là không có phải san lấp gì nữa quý anh chị nhé. Hướng đông nam, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và cái lô đất này thì nó có là 152m2 là đất trồng cây và 300m2 chính là đất thổ cư quý anh chị. Và mình có thể là xây phòng trọ được luôn rồi quý anh chị nhé. Tổng diện tích trên sổ là 452m2, ngang 8, dài 56.5. Trong đó thì có 300m2 là đất thổ cư và còn lại 152m2 là đất trồng cây. Đường là đường bê tông và cách với mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ DT824 chỉ 40m. Khu vực đất là đông đúc, dân sinh, nhà trọ cũng khá là nhiều. Ngay bên cạnh thì có tới 3 cụm và khu công nghiệp.
đó là Hoàng Gia, Xuyên Á và khu công nghiệp Đức Hòa 3. Do đó mà một lượng lớn người lao động cũng như các chuyên gia người nước ngoài người ta tập trung ở khu vực này để sản xuất kinh doanh rất là đông. Nhu cầu về thuê nhà ở, thuê phòng trọ khá là nhiều. Chính vì thế mà cái việc chúng ta kinh doanh xây phòng trọ ở khu vực này rất là thuận lợi quý anh chị nhé. Hoặc là ngang 8 dài 56 gần 57 như thế này thì mình cũng có thể là mua để mà xây nhà kho, nhà xưởng nhỏ nhỏ hoặc là có thể xây biệt thự vườn cũng khá là đẹp quý anh chị. Giá chỉ có 3 tỷ Việt Nam đồng, bán nhanh trong 1 tuần, giá còn bớt lọc may mắn cho chúng ta. Những quý anh chị nào thiện chí mua thì anh chủ sẽ còn bớt để bán nhanh do là đang rất kẹt vốn cần tiền quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.